Hai xin chào các bạn và cộng đồng nha. Chúc các bạn và cộng đồng vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Và kiếm tiền được nhiều nha mấy anh em. Mình bữa nay anh ba có đổ giống được mới cá lóc với cua. Với mấy anh em có mua một mớ mộ của thêm nữa mấy anh em. Chuột nữa mấy anh em. Bây giờ mình vô mình làm mộ thôi mấy anh em. Anh ba cái sáng này anh ba mới đổ. Sau rồi anh có điện cho mình vô mà sẽ vô. Và bây giờ mình sẽ vô coi cá lóc với cua đổ được gì mình tán cua đồng mình và bây giờ mình vô làm một sáng đó mấy anh em ơi. Đổ giỡn và cá nhỏ nhiều lắm được lại còn cá lóc với mấy con cua bự hai cá lóc nhỏ vô. Bây giờ mình luộc cua với cá lóc chắc là mình nướng anh bà anh ra ngoài anh bắt cái gì thêm mà không biết nghĩa thì để bẻ ra ngoài và rẻ đậu rộng thôi nghĩa thì cái gì nướng lửa để cua được cua để nướng cá lóc rồi bây giờ mình chơi chuột chiên với ba khía trước đi rồi mời mấy anh em vô nha. Bây giờ cái gì đây bữa gì trước đây chuột đi. Chuột trước đi rồi mấy anh em miếng chuột chiên nha. Chuột kèm với xài xài bấm chiên nướng gì cũng được kèm xài bấm cua chín luôn. Cua nhiều quá sáng bắt cua nhóng rồi không để sao bỏ đi mấy con ếch luôn cái chục con ếch vô có mấy con bự bự nghe anh ba chậm chậm á mình thì mình phải ăn cua rồng lắm anh em ơi thẩm thẩm gà ghiền cua rồng. Mặc dù trong những năm qua không mà ít ít ăn nó mới cảm giác nó thấy ngon nghe mấy anh em nhiều quá ăn nó cũng ngán chuột là vừa ăn vậy nghĩa mới ăn rồi ăn cục mình thì dứt cái đùi nãy giờ chưa hết bạn để nó cá lóc lên nữa hỏi cái dĩa kia thôi. Chuột chiên cũng nó vừa nên quá vừa nhậu luôn ta thấy mọi rất ít vậy chứ nhiều lắm nghe mấy anh em cá chút chút nhiều lắm nè hồi mấy con cá lóc nữa đây chuột chiên cua bắt khía khía trộn xài bằm đậu rộng rồi một hồi thêm còn món nữa kè nột nè mấy bạn ơi kè nột nột. Rồi mẹ trời ơi gắn này gắn gỗ hổ hổ gì có hổ mang nó khè chuột ngon quá mấy anh em ơi mình dứt thêm miếng chuột nữa anh em ơi sao chuột thấy ngon lên cái đồ trên miếng chuột này bự dữ xài bầm để vô tới này cá lóc có mùi thơm nha chung em cũng ghiền cóc lắm anh em mà người biết mới được chứ mình không dám ăn nghe rồi cái đùi với chân cái đùi với chân với để lại
xong nấu chín xong cái đầu đi rớt ra để nó dĩa nó vừa nút vừa nhậu ăn gì nhậu còn cháo nữa. Ờ ba cái mình bầm ra rồi. Cháu nó mới đi mua kẹ nột về nha các bạn. Kẹ nột kẹ nột rồi cá lóc nữa, lo nói chuyện ngồi cá lóc khác luôn nghe. Mới chở cá lóc đồng mà đưa xuống nóng làm liền. Đây cày luộc mấy anh em ơi, đi cày tới luôn ha. Hay cay chút chút gì nhiều lắm, hồi cá lóc nữa. Rồi đâu thế này à. Mắm tôm lắp chế gọi mỏng mỏng kìa. Để nó cho bao nhiêu xả đâu trời, này phải có xả bầm với một xả bầm với không thể thiếu cái lá mơ nha, lá mơ còn lá mơ xanh lá mơ đỏ rồi mẹ lá... đi chết lử hoài còn cái loại lá thúi địch nữa cho gọi mới được đâu mà ăn gian hả, gian không có đâu được gót của ta gót lúc nào cũng ít này gót nữa nhắm lửa lây đây vô trời ơi gót nãy bằng gan của tôi rồi bằng gan rồi tôi hết rồi bây giờ nó chạy thôi chọn ông trà đấy để đại lên trời ơi cái lóc đảo quá mấy anh em ơi vàng khè luôn tới luôn. Bữa nay mình chơi mình chơi củi than chấm mắm tôm mà dứt miếng cày dứt miếng cày sáu gà sáu dứt miếng cày sáu gì người ta mới tin tưởng nè, nó phải có cái lá đó ăn vô nó không ngán chứ thịt nó cũng ngán các bạn có lá vô nó đỡ. Gai gai rồi vô ha ôm tàu có cuốn không ba chấm vô bánh tôm ha, để tay luôn quýnh nữa hả, quýnh mày ủa mọi người quýnh phu hoài quýnh không yêu nào ăn hết trơn mà không làm ăn coi giỡn hoài hết luôn liền bỏ quýnh bộ này chấm vô quýnh công em quýnh công ngay quýnh mùa ông giờ sáu cứ cầm dưới đóng lạnh trời sệ sệ xuống luôn mặt giống giống mà hả ngực cho nghe. Kêu phải chú thật chứ. Ba vậy đó. Cái nữa cho thầy kẹp với anh Sáu đi. Cho nghe. Chị em còn ở đây mà không dám mà mình cũng xin làm một miếng anh ba vô đi làm một cục nữa để có trời có mỡ được không ăn lá ăn lá mơ không anh ba đấy chấm đi anh ba dứt đi dứt miếng cho em quay một cái. Từ 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 thôi giúp quá thèm uống cái miếng anh em ơi, mình cũng quá trời thèm luôn rồi mấy anh em ơi, nửa lóc nè giỡn hoài trời chấm mắm tôm luôn kìa có không nha. Anh bạn nhìn thấy ngon quá. Cá lóc. Còn cá lóc không? Mắm xài. Mắm xài thôi. Được nướng thì nước mắm mắm xài thì nấu dài. Lóc đồng. Thôi, ăn vô luôn đi hết. Cái gì đó? Ngon gì? Chạy đi. Vô miếng chuột chấm miếng mắm xài nữa nha các bạn.
Vì chuột mắm chạy rồi còn gì bằng nữa, chạy bằng nữa. Làm thêm cái làm sao rồi, vô cái làm sao rồi. Vô một cái. Rồi mời tất cả anh em nha. Đơn giản mà nó ngon. Mấy người qua phim tội lắm nha mấy anh em. Không có ăn được mấy anh em. Một tay qua người ta ăn luôn. Nói vậy chứ mình thèm thiệt, nhìn mình thấy thèm. Bây giờ mình chơi lạ đi mấy anh em ơi. Ha. Mình chơi xài bầm với thịt cậy ơi. Chấm vô đây luôn. Xài bầm thịt cậy là lạ coi. Nghe sao ha. Mời cả anh em nha. Ba làm cùng đây. Mới làm con cá không bé nữa. Thôi, thử thêm cái này nữa. Thử giọng đó. Ba ba. Cái này ăn với xà bầm nó ngon một cái rồi ba ơi. Thật ra với xà bầm, chấm vô xà bầm nước mắm ngon lắm anh em ơi. Trời, cái này cái này luôn hả? Không nổi đâu. Có cày đi. Có cày đi. Miếng mà khế nè mấy anh em. Mời anh em luôn nghe ơi. Mời anh em. Mắm này nè. Dạ anh em đi gan à. Kiếm ba cái mồi nào. Mưa chết mày. Xả lúa ngậu thì từ đó ông canh mùa mưa hết vậy á. Nói chuyện ông trời không có đón được thôi mấy anh em ơi. Nhưng mà đau. Đau rồi, thế ai không đau? Người nào cũng vậy đó. Lý do gì đâu, mới xào lúa. Mới xào lúa đúng rồi. Tháo đọc tao nhậu tao nói. Cứ mơ cũng không rồi biết chuyện của tao à. Nói thiệt. Rồi vô. Thấy chưa? Rõ ràng không? Cái này nè, nhậu chút xíu rồi mưa. Không, nhẹ nhẹ. Uống đi, uống đi, uống đi. Mời đắp nước lại, thuốc ốc rồi. Phải. Dứt thử miếng cày với cái này ơi. Không biết, không ngán. Nó ngon hơn mà khế nữa đó. Bỏ hả? Bỏ hả? Vậy anh ba thử đi. Thử gì? Cái này nè. Với xài á. Ngon dữ lắm luôn. Ăn nó ngon hơn. Bỏ không làm chứ nhỉ. Nhưng mà nó quay quầy cho em ăn. Để chút đi. Bây giờ theo. Mình để vô chỗ nào hãy là ngưng lại đi. Đang ăn rồi đó. Thôi. Có gì đâu em quay hết đi này nữa. Em ngưng lại. Mà ngưng đâu thấy em ăn đâu. Bả cày nha bà con. Nè. Thôi đừng nói cày. Vậy nè. Tôi bỏ nghe. Bỏ từ lâu rồi đó nghe. Không hồng. Miếng xài vô nghe. Đỡ ngán một cái. Đây đỡ cày đi. Bây giờ nói cày nhiều khi bây giờ nó được giảm bệnh. Không cày bình thường. Thôi mình nói cái này là món đạm rau rau hấp. Có gì hết. Sao ngán không? Nó đỡ hơn nghe. Chấm bánh tôm nhiều phải không? Chó chấm mắm xài ngon nhất cái chân rồi. Đúng rồi đó, chấm nước mắm bầm xài này thấy. Bình thường bình thường. Vitamin rau rau. Vitamin rau rau á. Nè mấy anh em ơi. Cái này mà chấm với cái cạp với cái này ha là tới công chuyện luôn nè. Xài bầm nước mắm ấy. Thứ gì mà chịu cho nổi. Ngọt. Chanh ngọt. Chanh. Chanh chấm mắm ở trong á. Mắm mà muốn đồng là bảy cái nói tin lại đó nó kinh. Không ăn ông tính giết mấy anh em mình luôn rồi nhớ nhớ nghe. Ngon ngọt ngọt ác gì á. Trời ơi. Ông ăn chanh đi gan như là ăn cơm vậy đó hả? Cơm vậy đó. Vô nghe ha. Vô mấy anh em mời mấy anh em nha. Vô anh ba. Dạ em cho gấp thế trình không? Là tổ có lóc mà. Rồi ông dứt cái đầu nữa đi. Thôi ông dứt đi. Em ăn không anh em. Dùng cái đi. Ông dứt cái đầu nữa thôi. Ông ăn thấy nhìn thấy ngon quá. Rồi mời tất cả mấy anh em nha. Ngon
thay cho mưa mở nực. Mưa nực nghĩa là mưa lớn cho nó mát cái gì? Không phải. Không có à sao? Không có chùa đâu nghe sao? Hôm qua đây mưa lâm gầm đúng không? Trời không. Ơi là trời không có chùa anh đâu nghe sao? Ở bên bển nó mưa. Ê, mình đang ăn mấy đồ này nè mấy anh em ơi. Đưa về bển đi. Tới tay luôn cái này thiệt. Ăn vô là không biết. Mưa mà kiểu chập về ăn là không biết thịt cày luôn á mấy anh em. Còn từng lấy nữa thì ha đem về đây. Bốn ngày cũng được. Chập gì là không giống thịt cày nha. Thôi. Giờ hết đi đó là những mưa đó. Dạ dạ. Có hết. Nói gì. Thôi đó là mưa á. Tại tôi gặp ông rồi tôi lớn lắm rồi. Có gì tôi nghe nấy. Hết ly rồi nên mưa. Lúa mình vác ra đang chạy. Để trình bữa nay mưa không? Mình muốn cho mưa không? Mới chạy sao lại cái bụng mình nó mưa mưa không? Mà chiều đẩy thiệt không? Mỗi một cái ngành nghề á, cái phương diện nó khác nhau. Cái này thì đi cơ quan nhà nước á, giảm đâu có cần thiết là mưa nắng gì cả. Mưa làm hồ nó cũng dính mưa cũng khổ, cũng có nắng thì cũng mấy nắng vậy thì mưa nắng gì cũng được. Nông dân thả lúa rồi khổ chén mới là anh chén rồi đó, chén mới con chén mới rồi đó. Thôi không có ực chưa ăn mới ngồi. Có người đi thì đi ổng lấy ra đi. Mấy chỗ rồi nó bắt chuột nên ta lại tấn đầu. Chừng nữa nó lớn nó bắt chuột hả lẹ. Ngon quá. Bữa nay chân miệng người bao bụng. Cái này thiếu chua. Cái dao nãy tôi đưa ông đó. Anh em ơi, cá lóc nướng thứ này chịu sao nổi đây. Miếng thôi. Nửa đi. Cá lóc đồng mà nướng gì chịu sao nổi. Dặm nước mắm xài luôn. Ông nặng cho đấy vậy. Không có, nửa miếng coi. Nửa miếng màu xin cho tôi. Cái gì? Cắt nguyên lửa miếng tôi gọn như ăn cắt lát. À, vậy thôi cắt chổng ăn đi. Mình ăn tương dở lắm anh nè mà. Thì cắt lát cho ông nè. Cắt lát nguyên miếng vậy thôi ăn nữa chổng. Được thế. Rồi đưa ông cắt lát ông bỏ đi đi. Đi. Ông ăn chanh không à? Để ông kêu cắt lát, ý con cắt lát không rồi một hồi nửa trái rồi đưa chảo. Không có, cắt rồi để đây nè. Cho dự sáu hồi với mình đâu ăn đâu. Đúng rồi hả? Sao vậy? Ăn này rồi sao không? Cô có ăn đâu nè. Cái lóc ngọt quá. Không mạnh mà nhậu mà nhờ. Ờ. Đầy mu luôn. Trời ơi. Để. Trời nghĩa nó thấy cảnh. Rồi. Ăn vô nó không có chua mà nó ngọt. Không thèm. Thấy không? Rồi. Miễn ngồi luôn. Ha. Nó ngọt ngay nha. Dạ. Áo mu ra. Dạ. Mu. Sao ăn cái mu cua? Mu cua. Mồi nhóc hết trơn mà không cho mình ăn chanh. Trời. Những sáu ơi là những sáu. Đây nè. Cắn đi một cái chạm ép đi rồi nó ngọt rồi rồi thấy cảnh trời ơi trời nhai đó thấy chưa nằm vô mũi luôn trước đó, đó thì... cái đó nó mới tỉnh đó cái vụ nồng đó đó nó mới tỉnh đó mà cái này thiếu độ cay nè cắn gì hết nữa đã trời ơi cua anh ba anh biết con cua có gạch nó bóc con cua có gạch ngọt không nuốt vô rồi mới thấy hậu ngọt không ở dưới con gạch không cái mặn mà tôi còn chấm nước mắm trong mà không như vậy đó mình làm thấy nó đã đại hết đi chưa vậy quá đi đấy chưa hết rồi hết rồi hết đi nước mưa hết hết đều hết đi mưa đó mày mưa này đây. Mưa này cũng nhỏ mấy anh em ơi trời ơi cái gạch cua đất cua đất dùng hết đi là hết mưa đó cua đồng còn gì của thôi ngưng mưa đi ông quay xe anh sáu bữa nay mới có xà lúa hai đêm mà hai đêm mà người nông dân á dạ mà dạ giống đầu vụ rồi sợ nhất là gì chỉ có mưa thôi à. Còn mọi thứ khác thì hầu như là nó cũng biết được chút đỉnh rồi không biết cái gì cái gì cũng biết rồi hết trơn rồi cái đó dễ xử lý hơn cái mưa lúc cái mình xạ phải không là mưa lần diện của trời đất là bó ta thôi bó ta thôi chuyện á thấy gì chứ hao